người ta quay TikTok dễ lắm. Còn đây là tôi khi quay. Trời ơi bão tắp về mưa sơn và gió hoa. Oh, this my shit. All the girls don't feel like this. Feel time. Phía sau những clip triệu view. Và Trả lòng nữa kìa. Tiền hôm nay tao có tiền. Đi đâu mày? Đi đâu mày? Ngầu một xíu. Và đâu có, phải lấy bình trà. Hả? จะได้ผูกพันรักกันสองคนhỗ trợ này quá nhiều nên tôi sẽ hỗ trợ cho mày nha. Mày quay vậy, mày quay đường nào nữa? Cảnh lật xuồng như vậy thì trời ơi tôi phải quay đi quay lại hình như hơn 20 lần đó mọi người, lật 20 lần. Lần này thì đã suy nghĩ kịch bản trong đầu hết rồi nhưng mà tới thời kỳ đi quay thì hên xui đó mọi người. Nhìn cái clip nhẹ nhàng vậy thôi chứ ngoài mỗi lần ụp xuống vậy là phải lật chiếc xuồng lại đó mọi người. Nước ra quay lại. Mình nghĩ mình không có chơi cái trò này nữa mọi người. Mình lỡ xong xuôi công chuyện là xong giả xuồng. Chơi vui chị em vui vẻ. Chị em mình vui vẻ. Mỗi lần chui từ nước lên đầu tiên là cái câu này phải hỏi. Quay được không? Cũng may điện thoại tụi mình chống nước không thì thấy bà rồi đó mọi người. Mình thôi thì mình quay có một mình nàng nhân về quê mình chơi 2 tháng nên nó đi quay chúng mình. Cái tác luôn là quay nhiều nhưng mà hả cắt ra là không được nhiều hết trơn á. Lúc này em quay gần xong rồi nè mọi người, nên quyết định chụp hình thumbnail đó quý vị. Thumbnail gì vậy hả? Vui bảo là đi quay này dễ không chết, có gì đâu khó thì mọi người đi quay thử đi rồi mọi người biết ha. Quay clip cho tôi nha chứ quay clip như người ta. Clip này em quay sương sương em ngâm nước có 2 tiếng hồ mọi người. Đúng rồi đó, quay clip cái cảnh này không quay clip ngâm nước có 2 tiếng hồ thôi. Ai biết bơi hãy đi quay này nha mọi người.
nó bự vậy. Nhiều quá nó bự á. Thôi tôi đi đây. Bye bye mọi người. Thì hàng xóm bạn là chuyên gia kia. Ủa Cam, chiều nay cưng có rảnh không? Chị định rủ cưng đi chợ mua vài cái vàng với chị. Trời ơi, chị định đi đường quyền gì mua chi 5 cây dữ vậy chị? Trời ơi, chị định rủ cưng đi mua 5 cây vàng cho ông dâu tương lai của chị. Con trai chị đi chơi với gái suốt cả ngày trơn á. Bởi vì chị đi hỏi cưới cho nó. Ủa, chúng phải tèo con chị có bạn trai đăng hình nằm mà Facebook hả? Nè nè, sao cưng coi nè, con trai chị thương chị hả? Ủa, cái hình hình nó đậu chị nhớ hết trơn nè, cưng coi có đẹp không? Chị nói làm sao? Em nghe hổng có rõ. À mà thôi thôi, cưng biết chơi TikTok không? TikTok hổng gài á, cưng có biết không? Em làm gì biết TikTok chị? Trời ơi, cô chị không ngờ cưng lúa mà cưng còn phèn nữa, cưng mới chơi TikTok đầu lên. Chị ha, được 300.000 người theo dõi TikTok mà bây giờ đi đâu ai cũng nhìn ra chị trơn á con. Chị dễ sợ, em suốt ngày làm ruộng làm năm không, đâu có thời gian sống ảo như chị. Thôi chị ngồi đó nha. Ấy à, lấy nước ra cho chị Tư mày uống kìa. Trời ơi, đi ra liền. Ấy à, đủ chị. Chị ơi, lấy lộn rồi, ấy lấy lộn rồi. Cám ơi, cám biến hình thành người dân tộc Khmer đi. Con sẽ kêu cả nhà con thả tim cho cám luôn. Trời ơi, tao ở Trà Vinh chứ tao đâu có rảnh đâu mà biến hình thành người dân tộc Khmer. Ai rảnh? Ai rảnh đúng không? Ai rảnh? Tao biến hình thành người dân tộc ở Sóc Trăng. Ủa chị Cám, sao ăn mì của mình vậy? À tại con chuyện nướng gà, chị ăn trái luôn cái chuồng gà. Giờ có gà bán lấy đầu tiền của đồ ăn hết trơn. Mà công nhận một điều luôn á chị, bây giờ chị bước ra khỏi cái xóm mình một cái là nguyên cái xóm mình ai cũng nhận ra được chị hết trơn luôn á. Chị coi, chị nổi tiếng vậy luôn hả? Sao gì cưng, sao tôi biết được hay gì cưng? Chị đặc biệt quá mà, không có trưng bày. À không có trưng bày. Ờ thì bây giờ em lại mày đi. Cái hàm răng như cái hàm rào vậy đó. Cái hàm răng như cái hàm rào vậy đó. Mày đặt xôi mới người ta. Trời ơi, chị coi thử cái mặt sớm mình có người nào khác nhau đâu. Không, mình chị không có lông mày. Làm như quạo với mẹ. Trời ơi, con dì Út mẹ nó chen không có lông mày. Mày coi thích không? Con thấy dì Út đó đúng mà. Má có chị mày đâu. Ê, chen tao không có lông mày hả? Không có thì tao dẻ. Út à, thấy à. Đâu, tụi mày nói coi đứa nào có chuyện mày. Đang ăn tô mì tôm mà tức không nói lên lời luôn á. Clip tao té không mà hơn nữa triệu tim. Coi tức không. Thôi quay cái khác. Mày quay cái khác. Mày muốn đi chơi rồi. Đi chơi lần này nhiều tim thì quay clip tiếp. Còn không thì thôi. Đi cách ly. Cô ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Rồi bụng rồi bùng lên trong tim ta như ta như một đốm lửa vàng. Ai cô đừng mừng ai chứ hồn ngày có thì khỏi mất tiếng. Ủa mà cảm mình đi có nhà không má? Ừ. À, đi chơi đâu đó, chị nói gì không gái? Trời ơi, con tính kêu anh ấy make up cho con tại con mới mua cái đầm mới. Mà anh ấy không có nhà, không biết ai make up cho con. Ừ. Để cô làm cho con.
Má làm hả? Được không vô? Trời ơi, ba không tin tao vậy trơn. Ba có đó dễ muốn chết. Đánh cái nền như là quét bê tông vậy gì đâu. Còn dễ thương mai như gọt đó chú đi. Dễ, tao nào chưa? Màu cam nha, nó hơi vàng nữa, nó hơi hồng nữa, nó hơi có hoa, còn có hộp nữa. Chưa được rồi. Làm xấu hay không biết làm. Ok ok. Mình trong tan la cùng em hát vang trao hè. Hè bè cảm xúc luôn luôn lực thân thang. Hè bè. Nè má không làm được cái bộ cũng đẹp chứ bò. Ủa mày làm xong rồi hả? Đẹp vậy ha. Tao cũng xong rồi nè. Hả? Hả? Trời ơi tao không chịu đây, tao chịu ghê luôn á. Không có miếng vui nào luôn á. Người ta đi chợ. Chị gái đẹp, chị gái đẹp mua cao gác dần cho chị gái cho tôi lắm chị ơi. Rau nhúc này bán sao vậy chị? À không, giúp chị gọi rau nhúc bên bọn ba bó này chị mua đi em để cho. Ờ bình thường em để 6.000 bó đó, nhưng mà hôm nay thấy chị với tôi vậy thôi bán ba bó 15.000. 15.000 ba bó hả? Rồi chị lấy ba bó luôn đi nha. Rồi em gói chị liền, em gói chị liền. Mẹ tôi đi chợ. Chị gái vô mua cao gác dần cho chị ơi. Rau nhúc này bán sao vậy? À hôm nay còn ba bó, chút này mấy chị cho anh 15.000 ba bó thôi. Chị bó vậy 6.000 ba bó 15.000. Thôi 10.000 ba bó tôi mua hết. Trời chưa nắng trơn chị trả giá chị ơi. Ba bó 15.000 thôi, không 10.000 được đâu chị. Em nói cao có lời được nhiêu trơn với ba bó 15.000 chị. Thôi đâu ra 15.000 ba bó bà ơi. Chạy cho xuống nghe chết. Mua giùm ủng hộ cho ba bó 10.000 đi. Thôi vậy giờ bán lỗ vốn chị luôn ba bó 12.000. Chứ giờ em không bớt được nữa ba bó 12.000 là em không có lời rồi đó má. Thôi không 12.000 ba bó 10.000 mua không mày thôi đi chỗ khác. Đi chỗ bán. Giờ bán không? Không bán tôi đi à? Rồi luôn ba bó 10.000 luôn. Trời ơi chưa chậm em lỡ em bán chị lỗ luôn bữa nay luôn á. Vậy nhanh hơn không? Nhớ cho thêm test hành, test hành gì nó cắt kia bà nội. Rồi em cho thêm test hành. Được rồi. Mỹ dịch và những chuyện phía sau về việc mỹ dịch. Mày chơi nha. Tao không hề nha. Tao thấy rõ ràng mày chơi nha. Mở ra không ăn nha. Một thời hai tụi bay ăn cây luôn, giờ hai tụi bay tin đâu? Chưa chắc không dài nghỉ ngơi cho nó làm sao vậy? Cái mình tội gì đâu. Thế thôi chờ em bé. Tao phá cũ mày nhậu dài lấy nè. Rồi em lấy rồi. Đi làm gì ngon ngon nhậu nha. Trọng về thì đưa vô cả chậu cái cho. Đem về âm sầm cái trời cũng ai nghĩ đâu xíu. Không có được. Đi dọc Việt Nam con tàu quay. Một trái nhúng cần. Alo. Coi má con nói nha. Dịch dọc ở nhà chán chết luôn vậy. Đi đâu được trơn á. Ai cấm mày đâu, ngon mày đi rồi đi luôn nha. Dịch dọc đừng đem về đây à. Thôi mà cũng đỡ. Làm vậy mấy bà sớm đỡ đi nhiều chuyện nói xấu người ta. Chắc xôi không được ha. Nói thì giỏi, dễ với mấy mẹ đó không xôi. Hả? Chứ ba thấy không? Cắm ở nhà hết trơn rồi. Mấy người đâu đi xôi mới ta được đâu. Kìa, mày nhìn thử đi. Bà con ơi. Hả? Ê, bà kia, làm gì đu vừa trưa nắng vậy? Ờ, tôi đi bé vừa uống. Thôi, nắng quá thì bé vừa nó chậm tôi uống. Chứ ai rảnh nó quan tâm chuyện cho bà. Trời ơi, tôi không có dòm đâu. Hả? Ủa? Bà cái vừa của tôi mà. Mà cây dừa của tôi mà. Hả? Ủa? Gì? Ai biết đâu. Số không cầm lo chuyện mơ đông.